chưa nói về, không phải ác ma đến quấy phá Đức Phật mà lại đến quấy phá tăng chúng, những vị tỳ khưu đang tu tập với sự tinh tấn, nỗ lực hành trì những gì Đức Phật dạy, và ác ma đến để quấy phá, nhưng mà các ngài chư tỳ kheo lại không biết đó là ác ma. Điều rất là thú vị là trong cái đối thoại giữa ác ma và chư tỳ kheo đó, thì ác ma lại đề nghị chư tỳ kheo trở về với con đường truyền thống, là chuyện tu là nên để lớn tuổi rồi tu, còn trẻ thì nên là hưởng thụ dục lạc. Câu trả lời của chư tỳ kheo không phải là vì biết đó là ác ma, mà câu trả lời chư tỳ kheo dựa trên sự hiểu biết về giáo pháp mà các ngài đã học hỏi. Và chính vì cái cuộc đối thoại này giữa ác ma và chư tỳ kheo đã cho chúng ta thấy một cái nhìn rất là tương phản giữa pháp và cái nhìn của thế gian. Mời quý Phật tử lắng nghe bài học này, và sau đó chúng ta sẽ cùng trình thượng tọa Pháp Đăng để giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài hòa thượng Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cơ Hoa Nguyệt và đạo tràng cho những pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay hiện thực và xa vời, kinh số nhiều, Sambahu Rasuttang, chương 4, tương ưng ác ma, phẩm thứ 3. Đây là câu chuyện chư tỳ kheo gặp ma mà không biết. Tuy vậy, nhờ sự hiểu biết và lòng tin kiên cố ở Phật nên không bị ma chi phối. Điều mà ác ma nói vốn rất thấu tình đạt lý theo quan niệm người đời. Trẻ sống thụ hưởng, già thì lo tu. Nhưng Phật Pháp cho một cái nhìn khác, hưởng thụ dục lạc vui ít khổ nhiều, nguy hiểm nhiều hơn, và sự thật không nằm khung thời gian dễ trẻ. Thật ra không phải dễ để nhận thức được cái gì thiết thực cuộc sống giữa trăm muôn ngàn thứ phải làm trong cuộc sống. Người có trí lãnh hội lời Phật dạy, tìm được giá trị đích thực ngay trong hiện tại. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy, thời ấy Đức Thế Tôn trú ở giữa người Sakya tại Chilawati. Bây giờ gần Đức Thế Tôn có nhiều tỳ khưu sống nhiệt tâm tinh cần không sao lãng. Rồi ác ma biến thành một ông lão Bà La Môn có búi tóc lớn, mặc áo bằng da linh dương, thân hình gầy cong như rươi mè nhà cũ, hơi thở phiêu phào, tay cầm gậy Udumbara. Ác ma đi tới các tỳ khưu và nói rằng: Chư tôn giả Sa, thời niên thiếu còn đen, thanh xuân tràn đầy, trong thời sung mãn của cuộc đời lại không hưởng thụ dục lạc, hãy vui hưởng hạnh phúc kiếp người, chớ bỏ rơi cái trước mắt để mưu cầu những vị xa xôi. Này Bà Năm, tôi không bỏ rơi cái trước mắt để mưu cầu những gì xa xôi. Chúng tôi từ bỏ truy cầu cái xa xôi mà tập trung vào cái trước mắt. Đức Thế Tôn dạy rằng các dục tiêu ngốn thời gian, đầy dẫy đau khổ nhiều hệ lụy hiểm họa cạn. Chánh pháp này thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, có khả năng hướng thượng người trí tự mình tỏ ngộ. Khi nghe nói vậy, ác ma lắc đầu le lưỡi, trán những ba nếp nhăn chống gậy bỏ đi.
Rồi các tỳ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con không gần được Thế Tôn với sống nhiệt tâm, tinh cần không sao lãng. Có một ông lão Bà La Môn có búi tóc lớn, mặc áo bằng da linh dương, thân hình gầy còng như rươi mè nhà cũ, hơi thở phiều phào, tay cầm gậy. Udumbara đi tới chúng con và nói rằng: chư tôn giả thời niên thiếu, tóc còn đen, thanh xuân tràn đầy, trong thời xuống mãn cuộc đời lại không hưởng thụ dục lạc, hãy vui hưởng hạnh phúc kiếp người, chớ bỏ rơi cái trước mắt để mưu cầu những gì xa xôi. Này Bà La Môn, chúng tôi không bỏ rơi cái trước mắt để mưu cầu những gì xa xôi. Chúng tôi không màng đến cái xa xôi mà tập trung vào cái trước mắt. Đức Thế Tôn dạy rằng các dục tiêu ngốn thời gian, đầy dẫy đau khổ, nhiều hệ lụy, hiểm họa càng nhiều hơn. Chánh pháp này thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, có khả năng hướng thượng người trí tự mình tỏ ngộ. Khi nghe nói vậy, ông lão Bà La Môn lắc đầu, ra lưỡi tráng hiện ba nếp nhăn chấm gậy bỏ đi. Này các tỳ kheo, này các tỳ khưu, người không phải Bà La Môn chính là ác ma đi đến để làm mờ mặt các thầy. Rồi khi ấy Thế Tôn nghĩ đến ý nghĩa này, nói lên bài kệ ngôn: ai thấy cội nguồn khổ, sao mong cầu dục lạc, biết sở y trói buộc tu tập đoạn tận chúc. Thích văn: Yo đúc khamat đát ki giác tờ ni đà na. Khi một người thấy được đau khổ đến từ đâu, ca mê xúc vô tranh tu ca thằng na mày ya, sao có thể hướng cầu dục lạc. U ba thình vi đích tòa san go ti lô kê, hiểu rõ sở y và trói trăng trong cuộc đời. Ta sê quá tranh tu vinaya ya xích khê ti, vị ấy tu tập để nhổ tận chúng. Thích văn: gậy bằng gỗ Udumbara được các vị Bà La Môn sử dụng trong các buổi lễ, các buổi tế lễ. Loại gậy gỗ này là biểu tượng của đời sống tu hành kiểu dục Apichapaya. Apichapaya, cụm từ lắc đầu lé lưỡi tráng hiện ba nếp xăng, ba nếp nhăn chống gậy bỏ đi, được tìm thấy trong nhiều bài kinh chỉ do tâm thái chán nản bỏ cuộc. Trong bài kinh này, ác ma có lời khuyên dựa trên quan niệm rất phổ biến trong đạo Bà La Môn là thời kỳ trẻ lập gia đình hưởng thụ dục lạc, rồi khi tới tuổi lão niên tập trung cho đời sống tinh thần. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm hết. Do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy rộng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Alo. Dạ, Tọa Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Dạ, kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tại Tri, Đức Tại Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tổng Đức Tăng. Kính chào với bà thầy cô tu nữ, kính chào với Phật tử. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó, thì trong kinh tương ưng ác ma, thì mình thấy rằng ác ma cũng là một chúng sanh. Chúng sanh thì cũng có danh, có sắc, cũng có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm, cũng có tham, có sân, có si.
Thì ác ma khi mà phá Đức Phật thì cũng phá, mà phá chư tăng thì cũng phá. Vậy chúng ta thấy giống như bây giờ một cái tên trộm rồi đó, thì trộm nhà giàu cũng trộm, mà trộm nhà nghèo cũng trộm, trộm ăn mày, thậm chí mấy người bán vé số cũng trộm. Nó gọi là bản chất của nó là tên trộm, thì lúc nào nó cũng trộm. Cũng như bản chất ác ma do phiền não tham sân si á, thì những cái gì mà trái ý nghịch lòng với ác ma thì ác ma đều muốn phá rối. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng nhá, trong tâm của chúng ta đó có lúc chúng ta tu tập, nhưng có lúc thì chúng ta cũng bị phiền não. Và những cái phiền não đó thì chúng ta thấy Đức Phật nói về năm cái loại ma đó, thì cái phiền não ma là nguy hiểm nhất. Tuy rằng ma vương thì cũng có thật, chư thiên ma thì cũng có thật, mà chính nó phiền não ma là cái si á, nó mới là cái nội tại. Và khi một giống như bây giờ một nhà, một cái người mà họ không có đủ khả năng, thì giống như cái nhà mà có phiền não vậy, thì bất luận là một tên cướp nào họ cũng tấn công một cái nhà không có khả năng để chống chọi. Thì chúng ta hiểu rằng chúng sanh á, mà không biết phương pháp tu tập đó, thì cũng giống như cái nhà mà không có thể chống chọi với những cái tên cướp. Còn cái chư tiền khu tăng á, thì có cái sự hộ của chánh niệm và tỉnh giác, và có cái sự hiểu biết của chánh kiến, chánh tư duy để hiểu để tu tập trong đời sống giác ngộ. Và cũng hiểu rằng cái sự luân hồi đó lặp đi lặp lại, tuy rằng các vị tỳ khưu này tu tập còn trẻ, thì ác ma cũng hiện hình với một cái dạng một vị bà la môn lưng còng, tay chân run rẩy, mặt mày thì nhăn nhéo đến để nói với chư tỳ khưu, cũng giống như nói thấy tôi không nhỉ, thấy tôi già tới giờ vậy là mới tu, chứ còn mấy ngày còn trẻ tu cái gì. Mấy ngày bỏ những cái dục lạc, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, cũng như nam nữ, sự xúc lạc của nam nữ này kia nọ, bỏ chi đi tầm cầu cái sự giác ngộ giải thoát, như bỏ hiện tại đi tìm cầu cái gì. Thì chư tăng á, thì đã tu tập và đã thấy được cái nỗi khổ mỗi ngày là cái nỗi khổ mà đi tìm vật thực, rồi nỗi khổ của bị trâu, bị bò, bị chó, rồi bị người ta mắng nhiếc mỗi ngày đi xin cơm. Như vậy chúng ta thấy chư tăng á, thì mỗi ngày đi khất thực, và cái sự khất thực nó không phải dễ dàng đâu quý vị. Quý vị coi rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày vậy dạy chư tăng, chỗ nào có chó, có bò giữ, chó giữ, trâu giữ, ngựa giữ, rồi ở chỗ nào có những cái tên tướng cướp, có những người lưu manh, có những cái giang hồ á, thì tránh xa những chỗ đó. Nên nó, mỗi ngày chư tăng đi á, thì không thiếu gì những chuyện mà bị đụng chạm và những cái chuyện mà mạ lị. Nên quý vị thấy cũng như câu chuyện mà Đức Phật ngày thuyết giảng cho chư tỳ khưu về cái việc mà chư tỳ khưu đi khất thực vào buổi chiều tối á, chạng vạng đó là những người phụ nữ chửi những vị tỳ khưu giờ này còn ăn, cha tỳ khưu, mẹ tỳ khưu, giờ này tỳ khưu còn ăn, tỳ khưu không lấy dao mổ bụng mình ra. Thì những nói như vậy thì chúng ta thấy rằng á, chư tỳ khưu mỗi ngày đã thấy được sự thật mà Đức Phật tập. Khổ là cái khổ sự thật này, khổ tập là cái lòng tham. Nên chư tỳ khưu đó tu tập để đoạn trừ lòng tham, và mỗi ngày đi khất thực xin ăn như vậy đó, thì gặp biết bao nhiêu cái chuyện mà rắc rối, bao nhiêu cái chuyện mà khổ lụy. Nên thường quý vị thấy không dễ gì mà đi khất thực mà người ta dễ dàng cúng dường cho mình, mà người ta có những người họ không có lòng tin, nhiều khi đi tới đi lui năm mà người ta cũng chưa cúng dường nữa. Ví dụ chúng ta thấy như là câu chuyện của thân phụ của ngài Na Tiên Tỳ Kheo, vị trưởng lão này đi suốt mấy năm trời đó, ông chỉ nói có một câu thôi. Như vậy là đi mấy năm trời mà cứ đi qua đi lại, đi khất thực qua lại nhà đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì ngài dạy cho tỳ khưu đó, có nghĩa là do cái nghiệp tham ái mà tái sanh làm người. Tuy rằng chúng ta biết rằng được sanh làm người là do cái phước,
được sanh làm người là do cái phước đời trước, như là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, phước tùy hiểu, phước tinh pháp, thiết pháp, cải chánh tri kiến. Và chính cái tâm thiện đó cho mình được tục sinh làm người. Thì trong cái sự tục sinh làm người đó là một cái sự khó khăn rồi. Mà tục sinh làm người mà gặp được Phật Pháp thì càng khó khăn hơn nữa. Nên chúng ta thấy công kinh Pháp Cú nó là khó thai được làm người, khó thai được sống toàn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Thì chư tỳ khưu đó đã được Đức Phật này thuyết giảng và đã suy nghĩ về cái sự thật khó khăn này. Nên trong một kiếp người đó không dễ gì mà gặp được Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật đó, mình cứ nghĩ giống như bây giờ một Đức Phật ở trong một cái quả địa cầu này, mà cái quả địa cầu này rộng lớn như vậy, đi tới đi lui không dễ gì mà gặp được. Nên nhiều khi quý vị thấy thời kỳ mà những cái người mà thiện tính đó, họ gặp được những ngày như là ngày Xá Lợi Phất thôi, thì họ cũng thường phải có suy nghĩ. Có những lúc gặp ngài nhưng mà lại không có vật thực, có lúc lại có vật thực lại không gặp ngài. Thật sự là bữa nay là hữu duyên hữu phước, là vừa có ngài mà vừa có vật thực trên tay. Nên những người này họ sẵn sàng để họ cúng dường, vì họ thường có cái tâm suy nghĩ rằng rất là khó để gặp được chư tăng, rất là khó gặp được chư tăng. Và gặp được chư tăng cũng rất là khó khi đó mình có vật thực ở trên tay. Nên chúng ta hiểu những cái người có tâm suy nghĩ thì họ luôn luôn suy nghĩ một cái cách khéo léo để họ làm phước. Còn những người mà họ ngu si đó thì họ không bao giờ suy nghĩ vấn đề đó. Họ chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ, họ chỉ biết hưởng thụ những cái dục lạc trước mắt thôi. Nên những cái người đó, Đức Phật nói là những người đó là những người không có lòng tin. Nên thường thường Đức Phật nói những người có lòng tin là những người đó thường đến viếng các vị trưởng lão, thường ngồi gần để nghe pháp và thường tùy tâm cúng dường, là đặc tính của người có lòng tin. Thì chúng ta biết rằng chư tỳ khưu tăng là những vị đã tu học với cái lời dạy của Đức Phật, và thường đó thì suy xét về cái nỗi khổ, cái nỗi khổ mà đi khất thực mỗi ngày, rồi cái nỗi khổ đó y phục bị bọn trộm cướp giật, rồi bị những người xấu xa đó, tụi đầu trộm đuôi cướp nó giật lấy đồ. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị tỳ kheo đó là bị trộm lấy y phục, rồi phải lấy lá đó, bệnh lại mặc vô người để đi về để tỉnh xá. Thì chúng ta cũng nghe những cái chuyện đó, tại vì thời đó đó một miếng vải đó rất là khó. Nên quý vị nghe một miếng vải người ta phải làm mấy năm trời mới được một miếng vải để làm y choàng. Nên không dễ gì kiếm được miếng vải như vậy. Chính vì như vậy nên những cái người mà họ xuất gia đó, họ thấy rằng những cái y phục mà có được nó cũng cực kỳ khó, rồi vật thực được cũng cực kỳ khó, rồi cốc liêu đó cực kỳ khó. Và chúng ta biết rằng thời kỳ đó chư tăng những người sống với cốc liêu và với cái gốc cây với những ngôi nhà đó thường nhiều, tại những vị này có cái tâm lực rất là mạnh, thường ngồi thiền, thường định tâm để suy xét về những cái nỗi khổ của sự sanh tử luân hồi, cái nỗi khổ của đói rồi đi tìm vật thực, ăn rồi đại tiện, rồi uống rồi tiểu tiện, rồi ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ, những cái nỗi đó mà Đức Phật này dạy trong tám khổ thiết thực hiện tại. Nếu mình suy nghĩ này, thật sự kiếp sống con người thật sự là rất là khổ. Ngày nào cũng ăn và ngày nào cũng nghỉ, ngày nào cũng uống, ngày nào cũng đại, ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ và ngày nào cũng ngủ nghỉ, không có một ngày nào mà thiếu những cái này mà sức sống nó được vui. Nên thường quý vị thấy một người khi mà họ thiếu một trong tám cái thứ này đó, họ rất là tiều tụy. Cho họ ăn mà không cho họ ỉa cũng không chịu nổi, cho họ uống mà không cho họ đái họ cũng chịu không nổi. Nên nhiều khi mình nghe những câu chuyện như Trạng Trình đó, vua sai quân lính tới ỉa, nhưng mà Trạng Trình nói hễ đứa nào mà đái á, thì sẽ xử tội, thì họ cũng không có ỉa được cái gì. Thành nó nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái nỗi khổ mà nó từ trong thân chúng ta, và chỉ có những người họ biết được á thì họ thường suy xét cái gì, họ thường suy xét là sao, thấy được cái sự khổ vậy đó. Ăn vật thực dù cho ngon cách mấy rồi cũng đại tiện, rồi uống cái loại vật thực dù cho mình nói là số một đi rồi cũng chút xíu cũng đi đái, thì cũng tống khứ ra ngoài rồi tồn trữ lại những cái sự bệnh hoạn ở trong thân. Nên thường thường quý vị thấy khi còn trẻ thì họ không biết bệnh hoạn là gì, nhưng mà khi lớn tuổi chút xíu đó biết bao nhiêu chứng bệnh. Bây giờ thì những đứa nhỏ nó cũng bị
nhất là những đứa nhỏ bị bệnh tiểu đường, bị phì đó, thì đó là những bệnh mà nó tham ăn quá, lười vận động, tham ăn tham ngủ quá. Mà cái thời kỳ thật sự đó thì quý vị biết rằng từ nhỏ tới lớn đó, chúng tôi giờ tới sáu mấy tuổi chúng tôi mới thấy được cái những đứa nhỏ mà nó mọc mà nó bị bệnh tiểu đường thì cái nọ, chứ thật sự cái thời của chúng tôi đó thiếu thốn thì làm gì mà có cái bệnh chứng bệnh đó. Có những cái đứa mà nó mập mà nó ăn uống rồi nó chỉ có biết ăn uống, rồi nó chỉ biết những cái điện thoại, những cái máy vi tính, nó nằm nó coi, rồi nó ôm cái điện thoại, nó ôm cái tivi, nó nằm nó không có vận động, nên những cái đứa đó nó không có sống khổ gì. Nên bình thường Đức Phật nói rằng cái con người có nhiều cái nỗi khổ, sung sướng thì sanh ra bệnh tật, nên bình thường ta gọi là bệnh tiểu đường, là cái bệnh nhà giàu, bệnh của người quá vật thật dư giả. Còn khi mà những cái vùng thiếu thốn đó, thì họ là ốm gầy còn. Nên kiếp sống con người quả thật là nhiều cái nỗi khổ gì. Và chư tỳ khưu đó đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, nên các ngài đó nhiệt tâm tinh cần nỗ lực để thực hành, để làm cho sáng tỏ lúc mà các ngài còn trẻ. Nên quý vị thấy cái thời kỳ của Đức Phật đó có nhiều vị tỳ khưu còn rất là trẻ, cũng như La Hầu La mới 7 tuổi, hay là Sa Di Săn Kích Chá mới có 7 tuổi, Sa Di Ba Đi Tá cũng có 7 tuổi, Sa Di Ra Thá, những cái vị mà Sa Di La Hầu La hay là những cái vị Sa Di đó mới có 7 tuổi mà đắc quả A La Hán. Còn nói về những cái vị mà 10 tuổi, 12 tuổi, 14 tuổi hay là 20 tuổi, những cái vị đó là những cái vị mà họ thấy khổ, và cái tuệ giác của họ đó nó bừng sáng lên. Cái tuệ giác bừng sáng là họ không còn si mê nữa. Chính vì không còn si mê á, nên á, những cái vị trẻ còn đắc chứng, nên những cái vị lớn tuổi đó, hơi lớn hơn chút xíu, 18, 20, 30, thấy những cái vị đó được Đức Phật ngày tuyên bố là những vị A-la-hán, thì những vị đó đã làm những cái động lực cho các cái vị này nỗ lực hành trì bằng cái cách là sống chánh niệm tỉnh giác, không có phóng túng dễ vui. Chính vì điểm đó mà ác ma tới mới nói với chư tăng là các ngài còn trẻ, hãy hưởng thụ những cái dục lạc. Nhưng mà thật sự quý vị biết rằng Đức Phật ngày thường nói cái người trẻ đó có những cái lợi ích. Một, người trẻ xuất gia có thể làm thiền sư được, làm pháp sư được, thông thiểu Phật học, học hành được. Nhưng mà cái già lớn tuổi rồi đó thì nó nhiều cái trở ngại. Già là giữ giới khó, học trước quên sau, rồi là nhiều cái hệ lụy, bởi vì thường thường mình lớn rồi đó, mình nào là ông nội, nào là ông ngoại, nào là cha, nào là bác, là chú, phải đối xử với những người nhiều cái phiền toái lắm quý vị. Khi còn trẻ đó thì không ai biết tới mình hết, nhưng mà thật sự cái thời gian rảnh, nếu cái người mà suy nghĩ đó, cái thời gian đó họ rảnh và họ rất là dễ để hành thiền tu tập. Vì thời gian đó mình đâu có bận biểu. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi á, ngồi thiền á, thì cũng bị người ta kêu ông nội ơi, rồi ba ơi, đói này kia nọ, cháu chắc này kia nọ, nó làm rất là phiền toái. Chỉ có những người mà khi mà họ đến tuổi đó mà họ muốn tu đó, họ gặp những chuyện đó, họ mới thấy thật sự là họ giống như là họ biết được cái gì mà Đức Phật dạy. Còn chúng ta thường thường á, chúng ta sống mà bị vọng động, có nghĩa là chúng ta không sống, không có chánh niệm, nên chúng ta không có suy xét được. Chỉ có khi nào những người họ sống họ suy xét, nhìn những người trẻ mà suy nghĩ đến lúc già, cũng như là em của ngài Sa Đứa Tá vậy đó, thì kheo Rêu Quá Tá đó mới có 7 tuổi thôi, mà mẹ nó cũng sợ xuất gia đi tu nên cũng đi cưới vợ, nhưng mà khi mà đi cưới vợ đó thì làm lễ chúc thọ đó, thì cái bà đó là đứng chúc thọ là bà 120 tuổi, mặt mày thì nhăn nheo, lưng còng tay chân run rẩy, chúc phúc mới mốt được sống giống như bà. Nhưng mà ngài do cái duyên lành, cái túc duyên của ngài đó, ngài nhìn cái người vợ của mình còn nhỏ nhưng mà nghĩ rằng cái mốt cũng già giống cái bà này, nên đó, ngài mới từ bỏ, ngài tìm một cách trên cái đường mà đem dâu về đó, ngài tìm một cách để ngài tuột xuống dưới cái kiệu, ngài
làm cái cách là bị đau bụng đi cầu, mà đi riết là mấy người kia không có cảnh tỉnh, là cuối cùng ngài chạy vô rừng, mà chư tăng cũng không cho ngài xuất gia nữa. Thì ngài mới nói ra là ngài là em của ngài Sariputta. Thì lúc bấy giờ chư tăng mới biết là ngài Sariputta có nhả lời xin, nếu mà anh em của ngài đến tu thì cứ cho tu, vì mẹ của ngài không có phải là người có tính tâm, nên ngài thay thế cho cha mẹ là cho những đứa em xuất gia, chư tăng cứ cho xuất gia. Quý vị thấy ngài Sariputta, ngài xuất gia mới có 7 tuổi thôi, ngài sống trong cái rừng keo, ngài đắc quả A-la-hán, mà ngài nói lên những cái bài thánh thánh trí ở trong tăng chi và phẩm trưởng lão tăng kệ, ngài nói lên những cái lời nói mà của bậc thoát ly trần tục. Bởi vì chúng ta thấy rằng một người biết suy nghĩ đó, thì họ thấy rằng mình sống 70 năm rồi mình chết đi sanh trở lại. Mình nhìn có những người 70 tuổi, 60 tuổi họ chết rồi họ tái sanh trở lại một đứa nít, rồi bắt đầu phải đi học hành, bắt đầu phải chịu đựng những cái đói khát, bệnh hoạn, tật nguyền, tật bụng mẹ trong sự sanh ra, rồi biết bao nhiêu cái bệnh dịch. Nhưng mà chúng ta thấy bệnh Covid vậy đó, biết bao nhiêu người phải chịu những cái nỗi khổ từ nhỏ. Mà bây giờ có những đứa trẻ, con nít nó bị nhiễm Covid, rồi nó bị hậu Covid, nó có nhiều cái triệu chứng như là mất trí hoặc là bị thần kinh vậy đó. Chúng ta thấy như vậy, nhưng mà thật sự chỉ có khi nào những người mà họ biết suy nghĩ thì họ mới thấy được mình thì cũng năm tháng ngày giờ sống, người ta gọi là 60 tuổi, chẳng qua là sống 60 năm thôi. Bây giờ mình 10 năm rồi mình cũng thấy năm nào cũng vậy thôi, ngày nào cũng vậy, mở mắt ra thì đi làm mà ăn. Nếu mà không làm thì bị mắc nợ, không làm bị siết đồ, không làm thì phải nhịn đói. Họ thấy được cái nỗi khổ của mỗi ngày như vậy, ngày nào cũng ăn, rồi ngày nào cũng phải đại tiện, rồi ngày nào cũng phải uống, ngày nào cũng tiểu tiện, rồi ngày nào cũng phải có chỗ ngủ, tắm rửa, giặt giũ. Cái thực tế mà Đức Phật này dạy là như vậy. Nhưng mà những người mà chấp nhận lời dạy của Đức Phật, mà pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại đó, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng mà ân đức của pháp bảo đó, thì thật sự pháp bảo đó, cái nỗi khổ là có thật, cái sự khổ là có thật. Nhưng mà con người ta ngu si, người ta không biết được cái sự thật đó, nên Đức Phật gọi là vô minh, che đậy và tham ái trói buộc, nên chúng sanh nó không có thấy được cái sự thật. Nhưng mà chúng sanh nào có duyên đó, mình gọi là chúng sanh có duyên đó, họ tỉnh ngộ, họ thấy đúng sự thật, ngày nào cũng ăn, rồi đại tiện uống, rồi tiểu tiện, rồi bệnh hoạn đói khát, rồi tắm rửa giặt giũ ngủ nghỉ, ngày nào cũng phải làm như đó. Và nếu không có những cái đó là nó khổ kinh khủng lắm. Thậm chí bây giờ nhiều khi cho ăn uống đầy đủ vậy, chỉ còn chập mắt ngồi chút xíu thôi, ngồi tiếng hay tiếng hồ, gục gặt lên cúi đầu cắm cổ, ngồi một tiếng đồng hồ thôi cũng thấy giống như là một cái gì đó kinh khủng lắm vậy đó. Rồi những người họ muốn tu, họ ngồi 2-3 tiếng, 4-5 tiếng, họ thấy cũng bình thường. Họ ngồi để họ coi cái sự buồn ngủ của mình, cái sự ham ăn ham ngủ, cái sự khó khăn trong sự hành thiện pháp. Còn những người mà hành thiện, nếu cái người ngu đó họ làm dễ, làm thiện khó. Còn cái người khôn đó, thì họ làm thiện dễ nhưng mà làm ác khó. Nên đối với họ, những người lúc mà họ ngồi niệm Phật để tâm tỉnh đó, để cho mình sáng suốt, đừng bị hôn trầm thị miên, đừng bị buồn ngủ giả dược đó, để coi cái con người của mình, cái nghiệp ác của mình nó đến mức độ nào. Nên những người khôn ngoan, họ chỉ còn ngồi chút xíu thôi, họ hiểu được đó, mình có thuận duyên tu hay là mình nghịch duyên tu. Nếu mình thuận duyên tu á, mình ngồi á, mình không có bị giả dược, không có lười biếng, không có thất niệm. Còn những người mà họ bị trở ngại nhiều đó, mình gọi là trước nghiệp nhiều đó, thì họ ngồi, họ gục gặt, họ ngồi quên trước, quên sau. Họ ngồi đó thì tâm tư của họ đó là bị những cái ác pháp tấn công. Đối với họ, ngồi thiền chút xíu là một cả cái sự khổ sở. Nhưng mà ngồi tù á, 10 năm, 20 năm nhốt họ, hạ đánh đập họ đó, thì họ cũng chịu. Nhưng mà ngồi thiền để giải thoát được cái phiền não tham sân si ấy, thì đối với những người ngu á, thì cái chuyện này rất cực kỳ khó. Nhưng mà đối với người trí ấy, thì họ nghĩ rằng ngồi thiền để chế ngự phiền não, để mình đừng có làm tiện trộm cướp,
mình ngồi thiền để mình tỉnh táo, để mình khôn ngoan, để mình kiếm công ăn việc làm như thế nào để phù hợp, để mình đừng trở thành những cái tên trộm, kẻ cướp, những cái người lười biếng, có những người mà làm cho xã hội này phải tiêu tốn đủ thứ chuyện mà nó ăn, nó hưởng thụ mà nó không chịu làm. Những cái người khôn ngoan đó, thì họ suy nghĩ như vậy. Thì chính Chư Tăng là những cái người khôn ngoan, biết suy nghĩ như vậy, nên ác ma đến dụ thì cũng không được cái gì. Ác ma nói Chư Tăng hãy hưởng thụ những cái dục lạc. Cái tuổi trẻ nó ăn nhiều nè, ngủ nhiều, rồi chơi bời nhiều, dục lạc nhiều, rồi trai gái rồi này nhiều. Nhưng mà Chư Tăng thì biết được cái đó là cái nỗi khổ. Nên Chư Tăng trả lời, chúng tôi sống thiết thực hiện tại. Chúng tôi sống hiện tại, không có bỏ hiện tại mà chạy theo quá khứ. Mà chúng tôi sống với cái hiện tại là gì? Mình ăn nhiều, mình mới thấy đói nhiều. Mình ham ngủ, mình mới ngồi, mình cục gặt nhiều. Mình mới thấy được cái nỗi khổ. Nên những cái người mà càng trẻ đó, họ càng ăn nhiều, họ càng trộm cướp nhiều, càng ăn nhiều, họ càng giật giật nhiều. Nên bây giờ cái xã hội bây giờ đó, nhiều khi những cái đứa trẻ mà 12, 13 tuổi thôi, đi trở thành những cái tên trộm cướp, giật giật, rồi này kia nọ, giết cha, giết mẹ, rồi giết ông, giết bà. Xã hội bây giờ rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì quý vị thấy tại sao như vậy? Tại nó hưởng thụ dục lạc nhiều quá. Nhiều cái tiệm game, rồi nhiều cái tiệm mà nó ăn chơi, nhiều cái chỗ mà nó trị lạc. Nên nó túng quẩn, rồi nó mượn, rồi nó thiếu nợ, rồi nó làm càng làm bước, nó giết người cướp của, rồi nó trả nợ này kia nọ. Nên nhiều quá, quý vị thấy một cái xã hội á, những cái người ngu đó. Nên thường thường á, mình thấy cái xã hội nào cũng vậy. Chỗ nào ăn chơi trụy lạc nhiều đó, thì chỗ đó thật sự là kẻ trộm cướp rất là nhiều. Tại vì làm sao mà dễ dàng để mà ăn chơi, làm sao mà dễ dàng có của, chỉ có làm những chuyện bất vi pháp thôi. Ví dụ như những người làm việc ăn hối lộ, còn những người mà họ ỷ quyền ỷ thế, ỷ này kia nọ đó, con ông giàu cha thì họ quy để họ cướp cắn trời, thì họ sống mà trộm cướp, họ trộm cướp để có của, để thụ hưởng những cái dục lạc. Chứ còn thần thấy rằng ở trong cuộc đời đó, nếu mình đi làm một ngày đi làm rồi một ngày ăn đó, gần như là cái xã hội này đó, họ cũng tính toán hết rồi. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng như bên Mỹ đó, là một cái xã hội mà tương đối làm ăn dễ dàng. Nhưng mà họ mà làm đầu tuần tới cuối tuần họ đi nghỉ thứ bảy chủ nhật, họ chỉ đi ăn chơi thôi, thì một tuần đó coi như là tiền nó cũng hết rồi, cũng không còn dư được đồng nào. Chỉ có những người mà họ đó, họ làm một tuần lễ ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ đó, thì họ cũng không tiêu xài nhiều. Thì những người này mới có dư thôi quý vị. Như vậy thì quý vị thấy một cái xã hội đó, những cái tiền lương, những cái tiền công này kia nọ đó, người ta cũng tính toán rồi. Chứ không phải là con người mà làm giống như đi hốt vàng, hốt bạc mà có đâu, không có đâu gì. Một cái xã hội người ta tính, người ta cũng tính toán hết rồi. Nếu mà những cái xã hội đó, cái đồng lương con người ăn xài chi phí đó, vào những cái ngày mà nếu họ ăn xài thứ bảy chủ nhật rồi á, thì ngày họ coi như là họ hết tiền, hoặc là nhiều khi họ còn thâm nợ. Rồi ngày thứ hai, đầu thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy họ làm, họ lãnh lương để rồi họ trả lại những cái số thâm thủng đó. Mà mỗi lần như vậy để cho họ thấy một cái bài học. Bài học là gì? Nếu mà họ tỉnh táo đó thì họ thấy rằng ồ, làm tuần này á để trả tiền cho tuần trước. Giống như nhân quả vậy đó, mượn nợ phải trả nợ thôi, ăn trước phải trả sau thôi, nhân quả khỏi. Nếu người đó họ biết suy nghĩ đó thì họ sẽ thấy được cái nỗi khổ của cái ăn xài phung phí của lòng tham. Thì họ hạn chế lòng tham bằng cái cách là họ ăn xài vào ngày thứ bảy chủ nhật đó, họ tiện tặng, họ được nghỉ, nhưng mà họ ăn xài tiện tặng để họ dư ra một chút đồng để phòng ngừa bệnh hoạn, hoặc là cho cha, cho mẹ, cho thầy tổ, hoặc là để dành để đi về quê, để dành để sống này kia nọ. Những người mà nhiều khi mình thấy họ như vậy đó, nên nhiều khi mình thấy cái xã hội nào cũng vậy. Mình thấy bên Mỹ cũng có những người họ đi xin ăn. Tại sao họ đi xin ăn? Tại vì những người họ lười biếng thôi. Cái xã hội nào cũng vậy, cái người lười biếng thì họ phải xin ăn. Nhưng mà những người họ sống, họ biết sửa đổi, thì họ thấy rằng cái việc làm ngày nào cũng phải làm, và ngày nào mà làm mà biết dành dụm thì còn dư giả. Còn nếu không làm trước, mượn
mượn trước ăn rồi phải trả nợ sau thôi. Nên thậm chí bây giờ quý vị thấy có những cái người họ cho dây đó, họ sẵn sàng cho dây á, thì phải trả tiền. Và những người mà họ trả riết họ không có khả năng trả đó thì họ phải đi trộm cướp để họ trả cái số lãi mà nó đã tăng cao. Thì những cái người mà họ biết được những cái người họ phóng túng đó, họ cũng lợi dụng cái cách đó để họ sống trong xã hội này, là bằng cái cách mà họ cho những người khác vay tiền. Nên bây giờ quý vị biết cái xã hội Việt Nam hiện giờ đó rất là nhiều những cái người họ suy nghĩ, nhất là những người dân tộc đó, họ không biết tính đó, thì họ đi cho những người đó mượn 1 triệu một ngày, lấy mấy chục ngàn như vậy, một ngày mấy chục ngàn. Tính ra thì những người dân tộc họ không biết tính nên họ không thấy bao nhiêu hết, nhưng mà thật sự cái số tiền đó mỗi ngày như vậy rất là kinh khủng, nó còn hơn mấy lần cái số vốn nếu mà tính theo cái kiểu người ta cho vay chính thức ấy. Thành ra những người đó thời gian sau họ bán đất, họ nợ nhiều quá họ bán đất, họ trở những người không có đất đai để canh tác, rồi họ trở thành những người gọi là đi xin, đi bán giấy số này kia nọ. Thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật hay là đối với đạo Phật, Đức Phật ngày giải có cái thân này có cái nỗi khổ, nên thường thường người ta còn trẻ đó, người ta làm để dành khi mà già lớn tuổi có được một cái ngôi nhà, có được cái chỗ ăn cho ở để về già để lo cái thân. Còn những cái người mà họ không có biết phải làm gì đó, thì quý vị thấy người họ nghèo khổ, mình thấy họ 60-70 tuổi họ đi xin ăn, chuyện đó rất là thường với cái xã hội. Tại vì những người đó họ không có biết suy nghĩ, họ sống với cái lòng thị dục của họ mạnh quá đi, nên họ không thể nào thoát khỏi sự khổ đau. Bởi người ta nói câu tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão là vậy, để dành của phòng khi có, nuôi con phòng khi già. Những cái người biết suy nghĩ đó thì họ mới có thể làm được. Còn những người mà họ sống không có biết với cái sự hưởng thụ dục lạc dư giả đâu quý vị, dù là họ ở đâu đó, thì họ cũng làm cả đời họ cũng chẳng như, vì làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì chủ nhật họ ăn xài một bữa, họ thâm thủng rồi họ bắt đầu làm nữa. Như vậy á, thì những cái nỗi khổ mà Đức Phật ngày dạy đó, trong cái thân của mình đó, con ở bệnh hoạn, đói khát, áo quần đó, là những cái căn bản mà mỗi ngày chúng ta phải tìm để bù đắp vô. Nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta ăn 4-5 tiếng đồng hồ sau chúng ta vẫn đói, rồi chúng ta mặc bộ đồ đó 4-5 tiếng đồng hồ sau nó cũng vẫn dơ. Nên nó dơ thì phải đi giặt thì phải tốn nước xà bông, tốn điện. Còn ăn xong không làm gì cũng mấy tiếng đồng hồ sau cũng đói thì phải đi vay tiền để mà mua hộp cơm ăn, mua chai nước để uống. Rồi cứ thâm thủng như vậy, thành ra không có thể nào, những cái người ngu đó, họ không nhìn thấy được cái sự thật đó, nên họ không có thể nào thoát khỏi cái khổ đạo. Họ nghĩ là họ hưởng những cái dục lạc, nhưng thật sự ra đó, Đức Phật nói đời có dục lạc. Nên đó, trong bài kinh Đại Cổ Quẩn có nói đó, vị ngọt của dục nó có. Có nghĩa là mình hưởng sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục đó là có. Nhưng mà nguy hiểm nó cũng có. Giống như con la nó đòi có la cái vậy đó. Ông chủ ông nói mày được, mày kéo xe bò, mày sống một ngày để cho một bó củi, bó cỏ. Mày có vợ thì mày chia ra nửa bó cỏ cho vợ mày ăn. Mày mốt mà có con rồi mày ăn nửa, 1/3 bó cỏ đó. Mày tính, mày liệu hồn, mày tính, sao đó mày tính đi. Thì con la nó nghe ông chủ nói vậy, nó sợ quá, nó cũng không dám đòi hỏi con la cái. Nên thường thường quý vị thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật á, ngày kể lại mà ngày độ Nanh Đà đó, không phải kiếp này Nanh Đà được Đức Phật độ là kiếp người, nhưng mà kiếp thú đó, thì con la đó là tiền thân của tôn giả Nanh Đà, cũng biết nghe, cũng biết suy nghĩ rồi biết cái khổ rồi. Bây giờ một mình á, kéo thì ông chủ không cho nhiều nước nhiều cỏ đó, nếu có vợ thì phải chia đôi, có con chia tư, làm sao mà sống nổi. Nên con la nó suy nghĩ không thể nào sống nổi. Một ngày bó cỏ bây giờ ăn còn đủ sống, bây giờ có vợ chia nữa, có con chia 1/3 nữa, cái nước chết lần chết mòn thôi. Thì ở đời ta cũng tính như vậy quý vị. Nếu cái người khôn ngoan đó, họ tính bây giờ làm lương 5 triệu đi, rồi ăn ra coi thấy dư,
À, nếu mà không có dư đó, bây giờ cưới bà vợ về đó thì phải chia ra cái tài sản đó, chia nửa ra, mai mốt mà đẻ đứa con là làm sao mà mình sống đủ. Nên những cái người họ biết tính đó, nên họ sợ, họ không dám lập gia đình. Còn những cái dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa pháp đăng cầm mic trở lại ạ. Đạo tràng chúng con không có nghe anh cư sư nữa ạ. Hello. Alo, quý vị còn nghe được không? Dạ, kính lạc thân tạ, đạo tràng chúng con nghe âm thanh của sư tiếng được tiếng mất à. Nghe alo rồi lại mất, nghe alo rồi lại mất. Dạ, con cũng dâng mít đến sư ạ. Dạ, nếu thượng tọa pháp đăng nghe được âm thanh con cung thỉnh sư rời rum rạch trở lại để đạo tràng chúng con nghe được rõ hơn ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Alo. Dạ, nghe được. Kính thỉnh thượng tọa tiếp tục. Dạ, dạ đang nghe được. Dạ, đường nét bữa nay sao nó chập chờn quá. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng á, đối với chư tỳ khưu đó, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, nên ác ma có nói gì đó thì chư tỳ khưu không biết là ác ma, nhưng mà trả lời theo chánh pháp. À, có nghĩa là trả lời vì cái lòng tin xuất gia và hành theo cái giáo pháp của Đức Phật hiện tại, à, thấy được cái sự thật, à, hành trì đó, cái thiện tâm á, trên cái chánh niệm tỉnh mỗi ngày đó, đó là thiện tâm gì. Thường á, nhiều khi á, mình là người Phật tử, mình biết tu tâm á, nghe nói tu tâm, nhưng mà tự tâm thì quý vị hiểu rằng tâm á, rất là nhiều tâm. Mà nếu mình tu tâm á, là mình tu tâm thiện, dục giới hợp trí, là bố thí trì giới hay tu thiền, mình tu thiền chỉ hay thiền quán, mình gặp chư tăng thì cung kính, phục vụ hồi hướng phước, tùy ý phước, hay là tính pháp thuyết pháp, hay là cải chánh tri kiến. Có nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình suy nghĩ về cái sự thật. Cái sự thật của sanh già bệnh chết, cái sự thật của tái sanh mỗi kiếp sống, và cái sự thật mà gặp được Đức Phật là cực kỳ gian nan. Như là con rùa mù, con mắt màu trăm năm mà nổi lên trên cái biển, một cái bọng cây để đút đầu vô, để được làm người, nó khó như vậy. Còn gặp được Đức Phật thì thiên nan vạn nan, hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ, tỷ 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 lần còn khó khăn hơn như vậy nữa. Và mình, một cái kiếp sống làm người đó, mình sanh ra làm người để mình biết Phật Pháp, mình gặp Phật Pháp, mình khởi được lòng tin, nó cực kỳ khó quý vị. Quý vị thấy những người mà thi vô giáo, mình nhìn thấy họ, mình thấy tội họ. Nhiều khi họ đi nhà thờ, nghĩ rằng Chúa Cha ban cho họ. Nhưng mà họ đâu bao giờ nghĩ rằng họ ở một cái xứ sở không có núi lửa, không có động đất, không có sóng thần. Một vùng đất mà mưa thuận gió hòa, cây cối, hoa màu nó tốt tươi. Nên họ ở vào cái vùng đó thì họ làm ăn thuận lợi. Thì có nhiều khi họ nghĩ rằng do Chúa ban cho họ.
Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta là người tỉnh táo một chút xíu đó, thì chúng ta thấy rằng nếu ở những cái vùng châu Phi đó, những cái vùng mà mưa không thuận, gió không hòa, rồi cây cối đó là giặt giả binh đao đó, thì họ, dù ở đó họ cầu nguyện cách mấy thì họ cũng đói khát, họ cũng bệnh hoạn, họ cũng đau khổ. Nhưng mà thật sự ra họ không bao giờ hiểu được cái chuyện này. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật cái ngày dạy đó, cái nghĩa là cái làm người, kiếp hiện tại làm người đó, mình được sanh vào những cái trú xứ mà gọi là không có núi lửa, không có động đất, không có sóng thần, không có trộm cướp, không gặp những cái biên địa tiện cập miệt lệ xa, mà những vùng chiến tranh, những vùng chiến sự đó, mình không sanh ra, mình ở những cái vùng đó, mình đã là người hạnh phúc. Nên Đức Phật này gọi là một người sanh ra thế giới không có tổn hại đó. Mình sanh ra cái thế giới không tổn hại là mình gặp được nhiều điều thuận lợi do cái phước đời trước, quý vị. Phước đời trước mình sanh ra cái thế giới nó thuận lợi. Nhưng mà nếu mà mình mà không có phước đó, mình sanh vô những cái thế giới không có thuận lợi đó, mình ở chỗ mà đất đai khô cằn, rồi sấm sét, rồi bão lũ lụt, rồi sóng thần động đất núi lửa, thì mình biết bao nhiêu cái hiểm họa đó làm cho mình đứng ngồi rồi nó bất an. Và những cái người mà ở vùng đó đó, phải nói rằng những người đó họ rất là giỏi, quý vị. Quý vị thấy như là Nhật ở những cái vùng mà núi lửa, vành đai núi lửa Thái Bình Dương đó, nên nó thường gặp động đất, sóng thần. Nhưng mà những người Nhật họ giỏi lắm. Quý vị thấy hiện giờ cả thế giới họ nói là người Nhật đó, họ sống, họ làm bằng mấy người ở bên Mỹ. Nghĩa là họ làm, họ có cái tinh thần rất là mạnh. Nên họ ở những cái vùng đất mà gọi là nhiều cái hiểm họa, và cái tinh thần của họ nó rất là cao. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng á, những cái chúng sanh á, mà họ ở như chỗ đó đó, mà họ không có siêng năng nữa, thì họ quá thật là một cái hiểm họa. Bởi vì thường thường quý vị thấy những cái vùng đất mà nhiều cái trắc trở đó, mà mình không có siêng năng, mình không có cách để mình sống tốt đó, thì thật sự là mình sẽ bị thối đọa. Mình trở thành những người gọi là những cái xứ sở mà nhiều cái hiểm họa, gây những cái sự chết chóc cho người khác. Chính vì điểm đó nên Chư Tăng đã trả lời với vị Bà La Môn này theo cái lời dạy của Đức Phật. Mà khi mà mình hành trì, mình minh mẫn và mình có cái trí tuệ sáng suốt, mình nhìn thấy cái của cái danh và sắc này, có nghĩa là nhìn vào cái thân của mình mỗi ngày phải đói khát, mỗi ngày phải tắm rửa, mỗi ngày phải ngủ nghỉ, mỗi ngày phải giặt giũ, mỗi ngày phải vệ sinh thân thể này, mỗi ngày phải làm như vậy. Đến lúc già đó, không có người làm cho mình đó, mình trở thành hôi thối. Nên những cái người đó họ tiếp cận những người mà già cả mà hôi thối, thì họ lại nghĩ bản thân của mình, nếu mình sống không có con, không có cái, rồi không có tu hành đó, sau này mình cũng rất là thảm não. Mình sống ở đầu đường xá chợ, mình sống ở những cái chỗ mà dơ bẩn, mình phải ngủ, phải nằm ở trên đó. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài đã dạy và Chư Tăng đã nhận định được cái sự thật này. Nên đó, quý vị biết rằng mình vô Phật Pháp, mình không hiểu được cái sự thật của Pháp Bảo là thiết thực hại đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, trí giả tự mình thân chứng, có nghĩa là tự mình suy nghĩ và thấy sự thật này. Nên Đức Phật Ngài tuyên bố, Ngài chỉ nói rằng ta suốt 45 năm ta thuyết về khổ và sự diệt khổ thôi. Khổ là thật sự là mình phải khổ, muôn thuở là như vậy. Nên càng ngày đó, nhiều khi lúc chúng tôi còn nhỏ đó, mình nghĩ mốt mình lớn lên làm trụ trì rồi sung sướng. Thật sự khi lớn lên làm trụ trì rồi mình mới thấy càng khổ hơn. Rồi mốt mình càng lớn hơn nữa, mình càng khổ hơn nữa. Bởi vì nhiều khi mình suy nghĩ, mình có tỉnh táo chút xíu, mình suy nghĩ càng lớn đó, thì càng bao trùm, mình càng phải giang tay ra để làm nhiều việc, và thật sự mình rất là khổ. Già cả rồi bệnh hoạn nhiều, rồi nhiều cái chuyện phải lo toan, rồi nhiều cái chuyện, nhiều cái phận sự phải làm nữa, càng khổ hơn nữa. Chỉ có khi nào mình suy nghĩ được như vậy đó, mình mới thấy rằng mình sẽ thấy rằng thật sự là khổ, chứ mình không có nói rằng mình bây giờ khổ mới mốt bớt khổ, không có chuyện vấn đề đó quý vị. Một cái người nào nghĩ rằng bây giờ bớt khổ là người đó cũng chưa hiểu đúng sự thật nữa. Phải nói là khổ nó còn chồng chất thêm nữa. Bây giờ mình chưa có già, mới mốt già nó chồng lên cái già nữa. Rồi cái bây giờ mình chưa có bệnh, mới mốt mình bệnh, mình chồng lên cái bệnh nữa. Như vậy là mình mốt mình còn cái già và cái bệnh nó chồng lên con người mình nữa.
À, lúc đó mình mới thấy kinh khủng. Bây giờ mình làm, mình nói, mình than khổ, nhưng mà khi mà già nó chồng cái già lên thân của mình rồi, cái bệnh nó chồng lên cái thân của mình nữa, lúc đó mình mới thấy là kinh khủng hơn nữa. Nếu mình tỉnh táo được điều đó, nên bây giờ mình sẽ không than khổ. Và mình thấy rằng Đức Phật nói khổ như vậy á, mà mình chưa tỉnh ngộ nữa. Bởi Đức Phật nói rằng khổ như vậy là vừa đủ rồi, vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để ly tham. Nhưng mà thật sự mình có nhàm chán hay không, mình có ly tham hay không? Chỉ có những vị tỳ khưu mà ngồi dưới gốc cây tu hành, theo dõi danh sách đó, thấy được cái thân của mình ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi cũng đói, phải đi tìm đồ ăn, à, rồi ngồi mấy tiếng đồng hồ khát nước phải đi tìm uống, uống rồi phải đi tìm chỗ đại tiện, tiểu tiện. À, những cái vị đó tỉnh giác nên thấy cái nỗi khổ của thân này, à, giờ nó bức bách quá phải đi đại tiện, tiểu tiện. Còn những cái người họ có lòng tham á, thì họ không có như vậy. Họ đói nhỏ đi ăn hụt vậy đó. Rồi họ đi ỉa vậy thôi, họ đái, họ uống thì họ uống thôi. Họ không bao giờ suy nghĩ. Nhưng mà Đức Phật này dạy những cái người mà có chánh niệm tỉnh giác mới thấy được cái sự khổ này hiện hữu. Sự khổ này là thật, cần phải diệt khổ, là diệt cái luân hồi, cái kiếp luân hồi mỗi kiếp. Nếu mình có sanh ra làm người, mình có già, có bệnh, có chết, như cái nỗi khổ mỗi ngày mình phải biết. À, đó là sự thật. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, bởi vì khi mà mình có ngồi tu đó, bởi vì mình thấy mấy vị thiền sư dạy mình đó, mình ngồi tu như vậy đó, mình đói đó, mình cũng phải theo dõi cảm giác đói. À, sao đói? Cái thân này nó tới giờ nó ăn rồi, bây giờ phải tìm cái gì đó nhét vô cái bụng của mình. Rồi sao phải đại tiện, đại tiện vì đó là vật thực cũ. Sao là phải khát nước phải uống, không uống thì cảm thọ khốc liệt. Uống rồi đại tiểu tiện cũng thấy khổ, cũng phải tống cứ nó ra. Như vậy á, những cái vị đó luôn luôn nó có chánh niệm tỉnh giác để thấy khổ. À, nên những cái người mà có tu đó, thật sự có tu là họ có chánh niệm tỉnh giác, nên họ thấy được cái khổ mà Đức Phật này thuyết giảng là sự thật. À, nên những vị tỳ khưu này trả lời cho ác ma, tôi tại không bỏ theo tương lai quá khứ gì hết, mà thấy cái sự như vậy, cái sự thật của thân này là như vậy, cái sự thật của danh sắc này là sự thật của lòng tham á, sanh khởi liên tục muốn ăn cái này. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi mà mấy vị thiền sư kể lại cái vị thiền sinh đó, nhiều khi tự nhiên thèm cái đó đó, muốn uống được miếng nước đá, muốn uống được miếng nước chanh mà thèm thuồng ở trong tâm vậy đó. Thì lúc bấy giờ mình mới nghĩ rằng phiền não tham á, nó đang sanh sôi và nó đang muốn ngự trị mình. À, những cái mình thường ăn thường uống, à, lúc mình có mình ăn mình không thấy thèm, bây giờ mình ngồi vậy tự nhiên mình tỉnh giác, nhưng mà nó lại gợi cái sự thèm thuồng miếng nước chanh, miếng nước đá, rồi miếng phở, miếng chảo, miếng bánh vậy đó. À, nó thèm thuồng đến nỗi mà mình thấy những cái vị thiền sinh đó kể lại chắc những vị thiền sư nghe, thì những vị thiền sư nói rằng khi mình càng lắng lòng mình đó, à, thì những cái bận nó hiện rõ ra trong tâm của mình. À, thì cũng như là quý vị thấy nước nó quậy lên đó, thì nó không thấy được, nhưng mà khi mà nước nó trong rồi cái bợn nó lắng xuống từ từ, cái người trí nhìn thấy cái bợn nó lắng động như vậy đó, thì cái lòng tham ở dưới đó, nó cũng trồi dậy như vậy. Ừ, phiền não nó cũng trồi dậy như vậy. Như vậy đó, thì quý vị biết rằng đó, ác ma đó thì luôn luôn lúc nào cũng tìm cách chinh phục những người nào mà cái yếu đuối, những người nào yếu đuối bị ma chinh phục. Nên thường thường quý vị thấy phiền não ma, rồi chư thiên ma, tử thần ma, ngũ ẩm ma, ngũ quẩn ma, rồi phiền não ma, rồi những cái đó là những cái sự khủng hoảng đối với con người, những cái gì mà khủng hoảng đối với con người. Nhưng mà thật sự ra đối với người tu á, niệm chết là cái vấn đề mà vị tỳ khưu phải suy nghĩ. Niệm chết và niệm cái sự tái sanh vào những khổ cảnh đó, vị đó phải suy nghĩ, sợ hãi nên mới ngăn ngừa cái tâm bất thiện để đừng rơi vào khổ cảnh. Còn người đời thì họ lại không có, họ tham đói thì họ tham ăn, gặp những việc bực bội thì họ sân hận, khó chịu, nóng nảy, sống như vậy thì những cái phiền não chế ngự họ và họ không để nó thoát khỏi ma được cái gì. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó, ma đó đi tìm những vị tỳ khưu nói lên cái ý nghĩa già như tôi như vậy nè, mà nó già như vậy mới tu nè, chứ còn trẻ mà đi tu chi, không có tưởng tụ dục lạc. Nhưng mà những vị tỳ khưu á, dù trẻ hay già, dù trẻ hay già, nhưng mà vị nào có chánh niệm tỉnh giác thì thấy được sự thật mà Đức Phật này thuyết giảng. Và những vị đó muốn
muốn rũ bỏ cái ngũ quẩn này, muốn diệt trừ cái ngũ quẩn này. Tại vì cái ngũ quẩn này, sự sanh này có bao nhiêu sự khổ. Nên Đức Phật nói rằng nếu mà ai nói khổ á, ở đâu có, khổ từ cái sự sanh mà có. Nếu mà không có thai sanh, không có noãn sanh, còn có thấp sanh, không có quá sanh, thì không sẽ không bao giờ có sự khổ. Nên nhiều cái quý vị thấy thập nhị duyên do sanh thì có lão tử, có sầu bi khổ u ai, thì Đức Phật nói rằng do có sanh nên có bao nhiêu sự khổ. Nếu mà không có sanh thì ta không có những sự khổ này. Nên những vị tỳ khưu thấy khổ từ do cái sanh mà có. Và nếu mà mình không có sanh, dù là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh, dù là nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh hay ngũ quẩn sanh thì mình sẽ không có khổ. Nhưng mà khi có thân rồi là mình đâu có làm sao khác được. Quý vị thấy không, bây giờ mình đau bụng mà muốn đi cầu á, phải tìm cách chạy vô nhà cầu. Nếu không có nhà cầu á, thì chạy vô cái bụi lùm. Không bụi lùm á, thì chạy vô gian đường, kéo quần xuống tống nó ra. Thì tới giờ uống cũng vậy, lúc mà đói cũng vậy, đói thì tìm cái cách có thì mua ăn, không có thì giật dọc, không có thì trộm cắp, không có thì rình rập bằng cách này cách kia, không có thì lụm đống rác trong đống rơm, đống ngoài đường gì đó, ta ăn thì quăng bỏ, nhét vô bao tử, có gì đó, đắp trong bao tử. Nên những cái vị mà thật sự thấy khổ là khó khổ thật quý vị. Khi nào mình có trí, có niệm thì mình sẽ thấy khổ thật. Còn khi mà vậy đó, nên Đức Phật này nói rằng đời có bốn quan nghi được lạc nên đời không có thấy khổ. Đời có bốn quan nghi được lạc là gì? Đi đứng nằm ngồi. Lúc muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn nằm nằm, muốn ngồi ngồi. Nhưng mà khi mình từ bỏ một quan nghi nào rồi đó, mình sẽ thấy rất là khổ. Người nằm một chỗ họ khổ kinh khủng lắm. Họ than thở, lỡ mình lỡ mẩy rồi này kia nọ, biết bao nhiêu cái đau sầu đau khổ. Thì chúng ta cũng thường thấy như vậy. Nhưng mà khi nào mà chúng ta hành trì lời dạy Đức Phật, khi nào chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thật này. Và ma nó không làm gì được người đệ tử Đức Phật, dù là người xuất gia hay người cư sĩ tại gia. Tại vì cái tuệ giác đã thắp sáng ở trong cái tâm thiện hợp trí. Và vị này có cái tâm thiện hợp trí liên tục để thấy được cái khổ của danh sắc. Nên cái khổ này đó, vị này cần phải giải quyết để dứt trừ cái lòng tham, để dứt trừ cái khổ luân hồi vì lòng tham mà dẫn dắt đến tái sanh. Nên người ta tham ăn thì mình phải ỉa, tham uống thì phải đái thôi, tham ngủ thì phải thức để đi làm thôi. Thì mình thấy tất cả là sự thật là như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, các bạn, hôm nay con xin trình bày với bao nhiêu là trình bày phần phước nào phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chỉ đến gì xin hồi hướng đến tất cả chư thiên và nhân loại. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ hòa thượng Giác Đẳng và tỉnh hòa thượng điều hợp về phần thảo luận của bài học hôm nay. Sa thu kính thiện thưa đạo pháp đăng với pháp thoại vừa rồi. Kính bạch hòa thượng Từ Siêu, không biết hòa thượng có ở trước máy và nghe được không? Nếu hòa thượng Từ Siêu nghe được, kính thỉnh hòa thượng chia sẻ một vài suy tư. Bạch hòa thượng, ngày hôm nay thì chúng ta thấy trong lời nói của ác ma đó, thì cái tuổi tu tập thích hợp là tuổi già và tuổi còn trẻ, còn niên thiếu thì nên hưởng thụ. Nhưng mà chúng ta nói ở một phương diện khác đó, có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình lớn tuổi, mình xuất gia đó, thì cái hiểu biết và nhận thức cuộc đời mình nó sẽ chín chắn hơn. Chúng ta dễ thấy rõ cái giá trị của đạo hơn là mình xuất gia còn trẻ. Như hai quý vị chúng ta vào chùa hồi còn nhỏ, và nhiều vị giảng sư ở đây cũng xuất gia hồi còn thời niên thiếu. Thì dựa trên cái kinh nghiệm của hòa thượng đó, là việc học hành Phật pháp đó, đối với người trẻ và so với người lớn tuổi đó, thì có những điểm lợi ích, có những điểm nào gọi là thuận lợi, có những điểm nào là không thuận lợi. Xin kính thưa hòa thượng hoan hỷ chia sẻ về về điều này. Cùng thỉnh hòa thượng. Nam mô Phật thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử. Trước hết chúng ta nói về cái sự thành tựu sa môn hạnh
nói với một vị xuất gia, dầu cho tuổi trẻ hay tuổi già, để mà có duyên, có thể lựa trong quá khứ tốt duyên ba la mật đầy đủ, thì tuổi già xuất gia vẫn có thể chứng quả là hán như thường. Tuổi trẻ quý vị, nhưng mà nếu chúng ta nói về cái sự thích để thành tựu được những cái phần sự của đời sống xuất gia, thì ở đây trong kinh Đức Phật này cũng có dạy rằng cái người mà lớn tuổi xuất gia có năm điều họ khó có thành tựu được. Một là vì khi mà lớn tuổi xuất gia cái thường thượng y duyên, cái cố tật ở trong đời sống cư sĩ họ đã có như vậy, bây giờ họ sửa là không được, họ khó sửa lắm, bởi đã quen cái tính cách đời sống của người cư sĩ. Còn cái người trẻ đó, khi họ xuất gia thì khi mà bị được uống nắng, những lúc còn bị khiển trách hay là xây dựng thì họ còn có thể có cái sự hổ thẹn như cỡ và họ biết phục tùng để rồi họ sửa chữa được những cái cố tật. Điều thứ hai, cái người già khi mà xuất gia vì trí tuệ có thể là có, nhưng mà cái trí nhớ của họ thì đã lụt, do đó họ không thể học hiểu được pháp luật này, học trước quên sau. Cho nên cái này là cái nhược điểm của người già xuất gia. Trong khi người trẻ thì họ có thể cái trí nhớ bén nhạy, cho nên họ học nhiều nhớ nhiều, và nếu họ kiên trì thì đến khi mà họ đã đứng tuổi hoặc là họ già thì một vị xuất gia thâm niên như vậy đó, họ sẽ học hỏi rất nhiều, họ nhớ rất nhiều kinh điển. Thứ ba là một cái vị trẻ vì có đủ cái thời gian để họ trang bị một cái kiến thức về Phật pháp, và họ tu luyện cái kỹ năng về thuyết pháp, họ sẽ trở thành vị pháp sư lỗ lạc được. Còn cái người già xuất gia thì họ khó có thể trở thành cái vị pháp sư lỗ lạc. Rồi một cái vị xuất gia đó, còn trẻ thì họ chịu khó học tập. Nếu như cái vị sư trẻ, vị tỳ kheo trẻ đó, họ học giới luật, họ nhớ được nhiều chỗ này chỗ kia, cái luật Đức Phật thầy cấm bao nhiêu điều vân vân, rồi những cái chi tiết ở trong mỗi một điều học đó, thì họ có thể họ ghi nhớ, họ trở thành một cái vị luật sư dễ.
hơn là cái người già. Và cái điều cuối cùng là cái người còn trẻ, sức khỏe còn tốt, trong 40 nhi đi đứng nằm ngồi họ có sự linh hoạt được, họ có thể dễ dàng để họ kham nhẫn được trong cái việc mà kinh hành hoặc ngồi thiền, do đó dễ chứng thiền hay dễ chứng đạo quả. Trong khi cái người già lớn tuổi xuất gia đó, thì lực bất tòng tâm, nhiều khi xuất gia tuổi già rồi nay bệnh này mốt bệnh kia mai bệnh kia vân vân, do cái sự bệnh tật chi phối, bệnh hoạn chi phối, cho nên khiến cho họ luôn luôn sống ở trong cái cảm thọ khổ, và họ khó hành thiền để mà chứng đắc được thiền định, hay là khó hành tuệ quán để mà chứng đắc a la hán, chứng đắc đạo quả vân vân. Thì đó là những cái điều khó nói với vị tuổi già xuất gia. Còn cái tuổi trẻ xuất gia đó thì họ lại có cái ưu thế năm điểm này. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng đã nói trong cái trường hợp thứ nhất là còn tùy thuộc vào cái tốt duyên ba la mật mà vị đó đã tạo. Nhưng cái đó là điều hiếm có. Bây giờ nói đến một cái vị già mà xuất gia mà có cái tính hạnh dễ dãi như là tỷ kheo Rát, xuất gia 80 tuổi. Lúc đó là một vị Bà La Môn lớn tuổi, về già muốn đi xuất gia, đến giữa cái hội chúng xin Đức Phật cho xuất gia. Đức Phật ngài hỏi trong tăng chúng có vị trưởng lão nào mà có thể tiếp độ lão Bà La Môn Ra Thá này không. Thì lúc đó ở trong tăng chúng các vị thấy trong khi mình thì không có bằng tuổi, còn nhỏ tuổi hơn, trẻ tuổi hơn, thì khó để dạy dỗ hay là huấn luyện cho vị đó tu tập. Đến cuối cùng thì tôn giả Sariputta, tôn giả Sa Lợi Phất, ngài mới thấy chư tăng im lặng, các vị trưởng lão kia im lặng, thì ngài mới lên đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin nhận để tiếp độ Bà La Môn lãnh này. Ngài Sa Lợi Phất, ngài vì tri ân, ngài bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, có một lần tôi đi đến cái ngôi làng Bà La Môn, chỗ vì Bà La Môn này, Bà La Môn Ra Thá ở, thì đi từ đầu làng đến cuối làng, các vị các gia đình Bà La Môn không có để đặt bát. Lúc đó lão Bà La Môn Ra Thá từ trong nhà bước ra đặt bát cúng dường một giá cơm. Đêm nay để đáp ơn vị đó, con xin được nhận vị đó xuất gia, cho xuất gia trong giáo pháp. Thì Đức Thế Tôn ngài chấp nhận, và ngài Sa Lợi Phất làm thầy tế độ cho Bà La Môn Ra Thá xuất gia. Và từ khi xuất gia
thì tất nhiên những cái khuyết điểm mà chúng ta vừa kể như là không thể bỏ được những cái cố tật, khó bỏ được những cái cố tật, rồi không có trí nhớ, rồi không có sức khỏe để hành đạo, vân vân. Nhưng mà riêng về tỳ kheo lão Lô Thám thì luôn luôn có cái sự kính trọng thầy Tế Độ, và luôn luôn có sự kham nhẫn với những lời khiển trách mỗi khi làm cái gì mà lỗi lầm, sẵn sàng vâng lời để sửa đổi. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, nhờ cái sự dễ dãi đó, chú ý học tập những gì mà thầy Hòa Thượng thầy, cũng như về pháp vì đã chuyên tâm thực hành và chứng quả A-la-hán. Thì khi mà sau này Đức Thế Tôn Ngài giữa hội chúng tăng mà Ngài tuyên dương cái đạo hạnh của mỗi mỗi vị tỳ kheo thù thắng đó, thì Ngài có nói rằng trong hàng tỳ kheo đệ tử của Như Lai, vị tỳ kheo thù thắng về cái hạnh dễ dạy đó là tỳ kheo Ra Thát. Cũng có chứ mà không có chứ, cái trường hợp này là trường hợp ngoại lệ thôi, ít. Cũng như cái việc mà hành đạo hành thiền thì chỉ quá, cũng có một vị tỳ kheo lớn tuổi xuất gia, trong lúc hành đạo thì vị đó gặp trở ngại về sức khỏe, hoặc là do bệnh tật, hoặc là do già yếu vân vân. Nhưng mà chính do nhờ cái sự nỗ lực cố gắng tinh tấn liên tục kiên trì mà vị đó đã chứng đạt được quả vị A-la-hán. Như là tỳ kheo Thích Xá, Bodhisattva Thích Xá, tỳ kheo này vì già bệnh hoạn đi xuất gia, nhưng mà cơ thể đó bị bệnh tật, các vị kheo chăm sóc, các vị tỳ kheo thân cận, các vị đó chăm sóc thời gian, rồi cái cũng chán nản bỏ đi hết. Hơn nữa vị này khi mà bệnh quá nhiều, không có tắm rửa, trở thành hôi hám, rồi trên da thịt của vị đó nó có những cái bệnh ngoài da như là u nhọt, gã lở vân vân, khiến cho vị này đau đớn khổ sở vô cùng. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài đi du hành quanh các cái tỉnh thất của các vị tỳ kheo, thì Ngài nghe cái tiếng rên ở trong một cái tỉnh thất, và Ngài hỏi tôn giả Ananda, thị giả của Ngài hỏi Ananda, ai ở tỉnh thất này? Thì Ngài Ananda, Ngài mới bạch với Đức Thế Tôn, tỉnh thất của tỳ kheo Bodhisattva Thích Xá. Rồi Ngài mới tường thuật vị đó bị bệnh tật như vậy đó. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài bước vào tỉnh thất của vị này, Ngài bảo tôn giả Ananda đi tìm cho Ngài một thau nước nóng, nước ấm với một chiếc khăn, với một bộ y cà sa sạch sẽ. Đức Thế Tôn tự tay lau bình những cái vết
Giả lỡ nước vàng mũ chảy ra dính đầy y phục, sau khi người tắm rửa cho vị tỳ kheo đó được thoải mái dễ chịu, người cho mặc cái bộ y, đắp lên người một cái bộ y sạch sẽ, rồi ngài mới thuyết lên cái bài kệ chia răng vất tay văn ca vô vất thực quân thế xế sẽ tí chú tô ở về tới quy nhà đô đưa rắc thành của kinh gờ răng. Đây là bài kệ phát cú mà chư tôn vẫn thường hay tụng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Tỳ kheo Phu Tí Cát Tát Tiết Sáng, khi thân đã tạm được thoải mái, dễ chịu, vị đó chú tâm nghe từng lời Đức Thế Tôn thuyết giảng, vị đó chánh niệm chuyển giác, quán xét khổ thọ của thân này và suy niệm các hành là vô thường, mình đã chứng A-la-hán quả liền. Sáng A-la-hán quả vị đó được viên tịch niết bàn. Thì thưa quý vị, đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Vị tỳ kheo ni lớn tuổi xuất gia, và vì rằng tỳ kheo ni phải có 8 cái tỉnh pháp đúng với tỳ kheo tăng, nên ngày nào đi khất thực trên đường thì vừa đi khất thực xong trở về thì gặp một vị tỳ kheo tăng đi khất thực ngang qua, vị tỳ kheo ni này để dừng lại hết cái phần vật thực trong bát của mình để phúng dường lại cho tỳ kheo tăng đó. Vì trong suốt 3 ngày không có được một cái trong thân thể, lại phần già yếu cao tuổi nên thân thể gầy mòn ốm yếu, và khi mà cái ngày cuối cùng thì trên đường đi khất thực, vị tỳ kheo ni đó đã tránh qua một bên vì Đức Thế Tôn đang ngược chiều đi đến. Vị tỳ kheo ni đó do yếu đuối nên đã té ngã xuống đường. Đức Thế Tôn ngài dừng lại, ngài cũng thuyết lên một bài kệ pháp cú Parichinnang Đăng Rô Băng Rogani Thăng Bạc Thăng Vũ Răng Phích Thế Thị Pô Thí Sàn Đê Hô Bà Răng Nên Tăng Chi Vị Tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật bỏng manh, đấm hôi thú đổ vỡ chết, chấm dứt mạng sống. Vừa dứt bài kệ thì vị tỳ kheo đi đã chứng quả La Hán, và Đức Thế Tôn đi khất thực tiếp vị tỳ kheo đi này trở về chùa và niết bàn. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhắc đại khái một vài chuyện để cho thấy rằng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, những người lớn tuổi già cả xuất gia đó, hay là bệnh tật xuất gia, thì những vị đó nếu có cái túc duyên ở trong quá khứ rồi gây trong hiện tại xuất gia bằng cái lòng tin, và vị đó có sự diệt tâm tinh tấn liên tục hành thiền thì như vậy cũng đạt được đạo quả, mặc dù những cái khác thì không có đạt được, không có thể học được, không có thể trở thành pháp sư được, không có thể trở thành vị thì luật sư được, nhưng mà vị này vẫn có thể chứng đắc được đạo quả là. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, và chúng ta cũng nên nhớ rằng khi mà trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng dựa trên kinh điển để chúng tôi nói những cái khó khăn cho một vị xuất gia lớn tuổi, và cái gì một những cái lợi điểm
cho những vị trẻ tuổi người xuất gia. Nhưng mà chúng tôi rằng vị trẻ có đôi khi xuất gia họ ham chơi hoặc là sống dễ vui thì họ cũng chẳng là nên trò trống gì trong đời sống tu tập. Còn người già xuất gia nhưng mà họ chỉ có thể tinh tấn nỗ lực bằng cái niềm tin, họ hành thiền định và có thể đạt được cái kết quả trong đời sống tu tập. Thì chúng ta có một vài điều chia sẻ như vậy. Nam Mô Phật Thầy. Kính thỉnh Thượng Tọa Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại. Sa thú, Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng Quang Hỷ giảng cho thêm một câu nữa rồi Hòa Thượng đi nghỉ. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, ở trong câu trả lời của Chư Tỳ Kheo Chả Ác Ma thì các vị nhấn mạnh rằng các vị không có chạy theo cái xa vời mà các vị nhìn vào cái hiện tại, thiết thực hiện tiền. Và các vị nêu lên đặc tính nguyên giáo pháp là thiết thực hiện tiền. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, chúng ta là người con Phật á, khi học Phật pháp hiểu như thế nào gọi là thấy Phật pháp là thiết thực hiện thực. Kính thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại sau cô thảo luận này. Kính thỉnh Hòa Thượng đề nghị. Xin tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái giáo pháp này gọi là Sanditiko, Sanditiko là thiết thực hiện tiền, tức là thấy được cái lợi ngay trong hiện tại, thấy được lợi ngay trong hiện tại, cái lợi ích ngay trong hiện tại là như thế nào, thưa quý vị. Ngay trong hiện tại này, khi một con người sống bị vô minh nó che lấp, sống bằng cái tham, bằng sân, tham danh, tham lợi, sân hận, quán thù, tàn hại với nhau, đưa đến cái sự khổ thân, khổ tâm. Giáo pháp của Đức Phật đó, khi một vị mà chánh niệm tỉnh giác, vị đó ngay trong hiện tại có thể chế ngự được tham sân, không có cho sanh khởi. Vị đó có thể tự chế được nội tâm, nội thân để làm đứng dịu cái sự thù hận quan trá, để bỏ đi cái lòng ham danh ham lợi, để sống với trạng thái mát lạnh, một cảm thọ yên bình. Thì khi thấy được cái chỗ đó thì mới nhận ra rằng giáo pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại. Chỉ cần thấy như vậy thôi là chúng ta cũng đủ nhận xét cái giáo pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại là như vậy. Cho chúng ta đừng có nghĩ, đừng có mong mỏi rằng mỗi khi mình làm phước mình được cái quả báo nhãn tiền, mình được cái hiện báo nghiệp, rồi mình được giàu sang đổi đời, từ nghèo sang giàu, v.v. Chúng ta đừng có nghĩ thiết thực hiện tại ở chỗ đó. Mà thiết thực hiện tại đó là do vị đó hành pháp và vị đó được an lạc. Chúng ta hãy đọc lại cái bài kinh Sa Môn Quả Sa Ma Nha Pha La Xuất Cáp Trường Bộ Kinh
Bài kinh số 2, người Đức Phật Ngài đã trả lời câu hỏi của vua Ajatasattu, vua Asatthế, về cái quả báo thức thiết thực hiện tại của Sa Môn. Thì chúng ta thấy rõ người giới ngăn chặn thân hành ác, khẩu hành ác. Một vị tỳ kheo sống như vậy, vị tỳ kheo sẽ có cái sự an vui, bởi vì tâm không có cái sự rai rứt, không có sự sầu buồn, không có sự ân hận, không có sự nóng nảy. Đó cũng là một thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tiền của giáo pháp. Rồi vị tỳ kheo khi được thu thúc, được các căn tiết độ trong việc ẩm thực, thì khi mà các căn không có bị cái mũi tên tham ưu bắn trúng, tức là khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với cảnh sắc thân khi bị xuất phát, nếu một người mà họ không có cái sự thu thúc không khéo phùng hộ, thì họ bị cái mũi tên tham khởi lên, mũi tên sân hận khởi lên, đâm vào trong những sáu cái vết thương đó thì càng đau nữa. Trong khi một vị xuất gia có cái sự thu thúc các căn thì vị này sẽ sống được an lạc. Đó là thiết thực hiện tại. Rồi khi mà một vị tỳ kheo do nhờ cái ân đức của thiền, của thiền định, vị đó chỉ biết sống chánh niệm, sống tỉnh giác, vì nhờ có chánh niệm tỉnh giác như vậy cho nên tâm của vị đó được an lạc, tâm của vị đó được thoải mái, được vô tư, không có bị cảnh thân, cảnh khí, cảnh địa, cảnh xúc chi phối. Thì như vậy gọi là thiết thực hiện tại của giáo pháp, cái sự thiết thực hiện tại của giáo pháp. Còn nói chi là nếu như một vị tu tập mà ngay trong hiện tại thì nỗ lực chứng đắc được đạo quả tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, vị đó hưởng được cái hương vị sa môn, thì vị đó sẽ không còn cái sự lo sợ tái sanh trong khổ cảnh trong tương lai, dù là bậc hữu học tu đà quần cũng không còn lo sợ. Còn nói chi là bậc a la hán ngay trong hiện tại, sau khi chứng đắc được đạo quả, vì nó biết sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì đời sống của vị đó sẽ vô cùng an lạc. Tôn giả Phát Đi Giá xuất thân là một vị vua, là một trong sáu vị tộc Thích Ca xuất gia trong cái thời ấy. Khi mà Đức Thế Tôn ngày trở về cấp Di Lặc về để tiếp độ nguyên thuộc đó, thì sau đó sáu vị hòa thân này đi tìm đến. Khi Đức Thế Tôn ngài đi du phương ở cái xứ khác đó, thì các vị tỳ kheo, các vị hòa thân này đi xuất gia, và ngài Phát Đi Giá đã chứng được quả A La Hán sau khi dưới an cư kiết hạ đầu tiên. Thì hồi làm vua đó, hạnh phúc thì có hạnh phúc, nhưng mà vẫn có cái sự khổ tâm, bận rộn triều chánh,
rồi phải nơm nớp lo sợ quần thần nó lại, hay là vua ngoại bang xâm lăng, cho nên lúc nào cũng lo lắng ưu tư. Nhưng mà từ khi xuất gia và nhất là đã chứng được quả la hán rồi thì vị này cảm thấy thoải mái, tâm được tự tại, giống như tâm của một con thú rừng. Đi đến đâu vị này cũng thốt lên lời nửa tháng Aho Sư Căn, Aho Sơ Căn. Ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Các vị tỳ kheo bạn khi nghe biết như vậy đó, thì các vị tỳ kheo này không hiểu được tâm trạng của trưởng lão Phát Đi Giá, của tôn giả Phát Đi Giá. Tưởng rằng vị này đã xuất gia rồi mà còn hồi tưởng về cái hạnh phúc vua, các vị mới trình bày lên Đức Phật. Khi đó Đức Phật được gọi Phật tôn giả Phật, nguyên nhân vì sao nghe người ta nói là ngươi khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi ở đâu, dưới gốc cây, ngôi nhà trống, chỗ nào cũng thốt lên cái lời Udana như vậy, lời cảm thán như vậy. Tôn giả Phát Đi Giá mới trình bày với Đức Phật về cái cảm giác được hạnh phúc khi mà bỏ đi những cái phiền toái, đã dứt bỏ được những cái phiền toái trần tục. Rồi Ngài mới thuật lại lúc còn Ngài là vua như thế nào, và khi xuất gia chỉ với tâm y quả bát, rồi đạt được cái quả vị sa môn, thành tựu mục đích cứu cánh, Ngài cảm thấy hạnh phúc đến nào. Đức Phật Ngài mới tán thán sa thú lần thai. Này chư tỳ kheo, tỳ kheo Phát Đi Giá thật sự đã đạt được cái sự hạnh phúc, nên vẻ có lời cảm thán, tự cảm thán như thế là đúng. Đức Phật chứng cái quả thoát của tiền của tôn giác, vâng vâng. Đó là những cái trường hợp mà tự chúng ta phải hiểu rằng, nếu mà chúng ta chịu suy tư, chúng ta chịu trách nhiệm ở trong đời sống, thì chúng ta sẽ cũng sẽ cảm thấy giáo pháp là thiết thực hiện tại. Còn khi mà chúng ta xuất gia không bằng niềm tin, xuất gia để vui chơi, xuất gia để dựa dẫm quyền thế, hay xuất gia để có được lợi lộc mà sống, vâng vâng. Khi xuất gia rồi đó, chúng ta không chịu học giáo pháp, không chịu thiền định, thì như vậy tham sân si nó vẫn luôn luôn đốt cháy cao. Lúc nào mình cũng cảm thấy bực bội, khó chịu, nóng nảy, vì mình không có hành pháp, làm sao mình thấy được cái hiệu năng của giáo pháp thiết thực hiện tại. Cũng như cái mâm cỗ được dọn lên mà chúng ta không chịu ăn, làm sao chúng ta biết được cái hương vị ngon của những cái món ăn do cái người đầu bếp tài khéo đã nấu lên, chúng ta không thể nếm đến được hương vị. Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao chứ chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật ở trong giáo pháp, thì như vậy chúng ta mới thấy là giáo pháp thiết thực hiện tại. Có nhiều Phật tử khi họ gọi điện nhờ chúng tôi tư vấn, chỉ dạy cho họ, tại sao họ nghe pháp nhiều, họ hiểu
là phải quán vô thường, khổ đau, khổ ngã, vân vân. Nhưng mà rồi sau đó, mặc dù họ biết, họ hiểu giáo pháp như vậy, nhưng mà đến khi cái hoàn cảnh nghiệt ngã xảy ra trong đời sống, họ vẫn có sự đau khổ. Thì chúng tôi nói rằng là một là quý vị chưa có đủ duyên để mà thực hành theo giáo pháp. Thứ hai nữa là vì không có thực hành liên tục. Thứ ba nữa là vì hiểu mà hiểu chưa tới, cho nên chúng ta biết bằng lý thuyết nhưng mà chúng ta không có sống thực hành trọn vẹn, thì làm sao chúng ta nếm được cái hương vị ngọt ngào của giáo pháp? Làm sao chúng ta rũ bỏ được những cái phiền não ưu tư? Phần các Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp nhiều năm, có thể là một vài chục năm, chúng ta có thói quen làm theo cái thông lệ cứ hễ làm phước thì nguyện trong tương lai sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Thứ nhị, rõ ràng là hiện tại cái tâm của quý vị Phật tử đó chưa có thấm nhuần được giáo pháp và chưa có đủ hồng tâm, không có đủ cái chính trí để mà chúng ta quyết tâm ngay trong hiện tại thực hành giáo pháp. Bây giờ chúng ta cứ được tu tập, nếu mà trong tương lai đó chúng ta muốn cái quả vị như thế nào, thí dụ như là chúng ta muốn trong tương lai mình đắc quả A-la-hán với đầy đủ lục thông, sáu thắng trí và bốn tuệ phân tích, mà nếu trong kiếp hiện tại mà mình thành tựu chánh trí giải thoát thì không có được lục thông, thời buổi này không có được lục thông, không có được tứ tuệ phân tích đâu thưa quý vị. Phải đến cái thời kỳ mà hưng thịnh pháp của vị Phật trong tương lai là Đức Phật Mít Tây Giác, vân vân. Thì vậy thì chúng ta mới phải chịu hẹn cái chuyến đò, cái chuyến xe sau. Chứ còn nếu mà hiện tại quý vị không cần thần thông, không cần tuệ phân tích, mà quý vị chỉ cần giải thoát thôi, thì như vậy đâu có mắc gì chúng ta phải nguyện ở tương lai, ngay trong hiện tại chúng ta có gì. Cái đó còn đỡ, vì có những người Phật tử họ đến họ tra tăng, họ cúng dường, họ nguyện đời sau họ gặp chánh pháp, xuất gia và thực hành theo chánh pháp. Lúc đó trong cái lời sách tấn tôi nhắc, chúng tôi mới nhắc họ, quý vị nói như vậy là quý vị xem thường Đức Phật quá. Nói như vậy có nghĩa là bây giờ giáo pháp này không phải là chánh pháp hay sao? Thật ra quý vị không chịu thực hành mà quý vị chờ đợi nguyện gặp chánh pháp ở trong tương lai. Chúng ta cứ thả mồi bắt bóng, cái điều đó không nên thưa quý vị. Thật sự là không nên. Khi mà chúng ta đi qua cái trường thiền của các vị thiền sư kinh nghiệm tu tập, các vị sẽ dạy cho chúng ta là hãy nỗ lực để thiền định ngay trong hiện tại, chứ không có, không dạy cho chúng ta phải nguyện ở trong tương lai đâu. Cái trường hợp nguyện trong tương lai là trường hợp bất đắc dĩ. Ví dụ như đấng Sarada với 500 vị đạo sĩ khác ở trong đường gặp Đức Phật Anumodassi, thì đạo sĩ Sarada, đạo sĩ trưởng với 500 vị tỳ kheo, 500 đạo sĩ khác có cái sự kính cẩn cung phụng và hầu hạ Đức Phật
và chư thánh đạo sĩ Sanda nhìn thấy ở bên tay phải bên tay trái Đức Phật có hai vị thượng thủ kinh văn mà Đức Phật Anumodasi giới thiệu cho biết hai vị này, một vị đệ nhất về thần thông, một vị nhất về trí tuệ, đại sĩ Sanda có cái ước nguyện trở thành một vị thượng thủ kinh văn trong tương lai, đệ nhất về trí tuệ. Cùng lộng để che cho Đức Thế Tôn Anumodasi trong suốt 7 ngày tạo cái phong đức tuyết như vậy. Sau 7 ngày Đức Thế Tôn thuyết pháp, 500 đạo sĩ đồ đệ của đạo sĩ Sanda chứng A La Hán. Nhưng mà riêng về đạo sĩ Sanda thì không có chứng. Thì ở trong chú giải Pháp Cú nói rằng chính do vị này hướng tâm đến cái vị trí thượng thủ thinh văn Akasavaka đệ nhất về trí tuệ, cho nên ngay trong hiện tại không có chứng. Thứ vị phải đành bỏ lỡ cái chuyến đò đó, không có quanh được, phải chờ đến chuyến đò sau, tức là ngày Xá Lợi Phất đó. Sau này cái hiện tại mới làm thượng thủ thinh văn của Đức Phật Gotama là tôn giả Sariputta. Đó là một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin kính thỉnh và thượng giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sạch thú kính kinh và thượng tự sư. Đấy, cung thần thì xin đề với chư tăng sở lo. Bạch thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tăng nghe được kinh thỉnh, thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ, thượng tọa Pháp Tăng, chúng ta thấy rằng đa phần có nhiều người hẹn lại là lớn tuổi rồi mình sẽ tu, hay là về già mình sẽ tu. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì thấy rõ rõ là một cái điều cấp thiết. Tại vì ta có làm được việc đó hay không? Hay là chúng ta có thể sống tới già hay không? Thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân thượng Pháp Tăng á, thì làm thế nào mà chúng ta thấy được cái tính cấp thiết của sự tu tập ngay trong giờ phút hiện tại hơn là hẹn lần, hẹn lượt, hơn là chờ đợi? Kính thỉnh thượng Pháp Tăng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Mô Sân Thầy. Dạ, thánh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Phật và Tăng Chúng, kính đảnh lễ và thượng tế siêu, và thượng giác đẳng, thượng tọa Pháp Đẳng, thượng tọa Tuệ Viên, tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, Đức Tuệ Đức Sư Viên Thông cùng chư tăng, kính chào quý cô tu nữ và thượng chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì có nghĩa lúc nào mình phát tâm để mà mình tu tập được đó, thì mình nên tu tập. Không hẳn là mình phải hoàn toàn để mình xuất gia, mà mình người tại gia cư sĩ mình cũng phải tu tập được. Bởi vì cái người xuất gia thì người ta sẽ có cái điều kiện thuận lợi và để cho dành cái thời gian trọn vẹn cái tâm của mình, trọn vẹn cuộc đời của cái đời sống xuất gia để tu hành. Nhưng mà người cư sĩ thì mình cũng có thể tu tập được, tu tập với cái vai trò cũng như là cái việc làm của một cái người tu sĩ. Nhưng mà lúc nào mình hiểu trong Phật pháp thì lúc nào mình thức tỉnh được, mình tu tập được là một cái điều chúng ta thấy rất là quý. Bởi vì như Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng nếu người sống cả trăm năm không thấy rõ được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Tức là cái thời điểm nào mình thức tỉnh tu tập được
nên tu tập. Chúng ta thường là hay có cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn đó là cái sự tiếc nuối của chính mình. Cái sự tiếc nuối của chính mình. Trong khi đời sống tu hành thì mình cũng muốn tu, nhưng mà những cái xã hội, những cái cuộc đời ở đời đó, những cái pháp mà đời đó, chúng ta không có dám từ bỏ, không có dám từ bỏ. Hay hoặc là mình nuôi ở trong lòng một cái mong ước gì đó, để rồi mình sẽ cố gắng sống tới chừng ấy, để rồi mình sẽ thực hiện cái đời sống xuất gia. Thì sự thật ra đó, ngày xấu với các bậc thượng trí đó, thì dù là trẻ hay già, thường thường người ta có hai cái ý nghĩa. Mà trẻ thì người ta dựng sự nghiệp, tạo dựng gia đình, tạo dựng sự nghiệp, rồi lớn lên chút, rồi đứng tuổi thì họ dành cái trọn vẹn cho cái đời sống tu hành. Nhưng mà ở đây đó, thì nếu mà lúc nào mình thức tỉnh được, mình tu tập được, thì lúc đó chúng ta nên làm. Chứ chúng ta, theo chúng tôi nghĩ, mình không có nên hẹn hứa. Hẹn hứa thì mình sợ mình không còn có thời gian để mình hẹn hứa. Bởi vì như Phật dạy rằng, các pháp trên cuộc đời này nó luôn luôn vô thường. Nó không như ý muốn của mình được. Và nó luôn luôn thay đổi. Quý vị thấy đó đó, mình đang khỏe đó đó, nhưng mà không biết lúc nào mà mình sẽ nhắm mắt lìa đời thôi. Người nghĩ đến vô thường, nghĩ đến sự khổ mà người ta tu, nghĩ đến pháp cao sâu của Đức Phật, người ta muốn an lạc nội tâm mà người ta tu, người ta muốn nghĩ đến cái sự giải thoát mà người ta tu. Cho nên là cách này cách nọ, thì khi một người mà nghĩ đến vô thường, suy xét đến vô thường mà người ta tu, thì đó là cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì mình không được, một khi mà thần chết đã về rồi đó, thì chúng ta cũng không có hứa hẹn được. Và lúc đó nhiều khi rồi quý vị thấy rằng là mình muốn làm được nhiều thứ mình, và cái đó nó là cái bản chất duy trì cuộc đời này, nối dài cuộc đời này, từ cái sự đắm nhiễm trong cái sự ái mà thôi. Tại vì chúng tôi thấy rằng là nhiều khi mình hứa hẹn cái này cái nọ, như những ông già bà cả nghĩ rằng mình sống cho con của mình nó lớn lên, để rồi nó lập gia đình, lập gia đình thành thất rồi, thành an bề gia thất rồi đó, thì mình có chết nhắm mắt cũng được. Rồi là khi mà con cháu dựng vợ gả chồng xong rồi, an bề gia thất xong, thì mong cho đứa con nó có được cái đứa cháu nội, đứa cháu ngoại để ấm bụng. Đó cũng là sự ước muốn của mình. Nhưng mà hoàn toàn thì cái điều đó nó không có, nó không thể nào mà như ý mình được đâu. Không như ý mình được. Và cái đó là cái ái nhiễm mà khiến cho cuộc đời mình cứ kéo hoài, kéo hết cái này, kéo tới cái kia. Và ngay cả lúc trước khi chết mình còn nước tiếc nuối cái này, tiếc nuối cái nọ mà. Cho nên nếu mà mình biết được Phật pháp được, lúc nào mình thức tỉnh được, thì mình nên tu. Nên tu, nên sửa đổi từ lúc đó. Không có cái gì được gọi là mình nói là mình buồn, như là Hòa Thượng Tệ Siêu nói khi nãy. Cái người già xuất gia tu đó, cái người già tu đó, thì cũng có nếu được đầy đủ cái duyên lành để ngộ, thì cái vị đó cũng có thể giác ngộ. Tuổi trẻ thì có những cái sự thuận lợi, nhưng mà lại không tận dụng cái sự tuổi trẻ, không tận dụng được cái sức khỏe trí tuệ của mình để mà mình phục vụ cho cái việc tu tập của mình á, thì nó cũng sống cũng vô nghĩa lắm. Sống cũng không có cái nghĩa gì hết. Cho nên nếu mà một ngày nào mình biết được Phật pháp mà mình biết tu được, là chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó rất là quý, rất là quý. Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ chờ. Đừng chờ.
mà chúng tôi nói là người cư sĩ hay xuất gia. Mình xuất gia được là tốt, nhưng mà mình là người cư sĩ mà mình tu với cái vai trò của người cư sĩ thì chúng tôi nghĩ là nó cũng có mang lại cái sự lợi lạc rất là lớn trong cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Cho nên là với góc nhìn mà chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này, lúc nào mình thức tỉnh được, mình tu tập được thì lúc đó là nó quý, là quý rồi. Có cái là chúng ta quên mình, chúng ta cứ buông lung, chúng ta cứ thả lỏng, như Phật dạy gọi là dễ vui là con đường đưa đến tử vong. Thì mình phải sống gọi là không có dễ vui, mà mình biết cái con phận thực sự của mình, cái đời sống này nó vô thường, cho nên là mình thức tỉnh, mình tu tập thì cái đó đời sống nó sống dù là một ngày nhưng rất có cái ý nghĩa, rất có cái lợi sự lợi lạc. Cho nên là ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng bất cứ lúc nào mình thức tỉnh được, đừng mà mình ngủ già rồi lực bất tòng tâm, mình không có làm gì được hết, thì lúc đó mọi chuyện nó cũng đã rồi rồi. Chúng ta có nuối tiếc có gì đi nữa thì ngoài cái tầm tay của chúng ta, mà hành trang của chúng ta đem đi hành trang cho đời sống tu tập này không có cái gì hết, thì chúng ta không có cái chỗ nương tựa. Chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi giác đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy gia, con kính tỉnh và thượng trả lời. Bạch Thưa Tòa Tư Quyền, Thưa Tòa có nghe được không? Nếu Thưa Tòa Tư Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thưa Tòa Tư Quyền khoan hỷ trả lời cho câu tiếp theo. Thưa Tòa Tư Quyền, khi mà mình tu tập thì chúng ta thấy là đa số đó thì mình nghĩ mình tu cho đời sau, nhưng mà một ít thì nghĩ rằng mình tu để có những thành tựu trong hiện tại. Thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Thưa Tòa Tư Quyền, mình tu mình nên nghĩ đến những sự thành tựu trong hiện tại, hay là mình tu mình nghĩ đến gieo duyên cho đời sau? Kính thỉnh Thưa Tòa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Mai gia, Nam mô Sang Khai gia. Con kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Cấp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức, Thượng Tri, Đệ Đức, Đệ Đức, Sư Nguyên Thận cùng Chư Tăng Đang Hiện Diện. Thân chào đối với tụi nơi cùng chư Phật tử. Chờ kính bạch Thượng Tọa, đây là một cái điều mà chúng ta cũng phải hiểu rõ, một cái điều này. Nó có hai cái khuynh hướng của những chúng sinh. Có những chúng sinh đó, căn cơ họ nó thấp. Một chút xíu họ không hành được những cái pháp cao thượng. Ngay trong cái hiện tại này, để mà họ tu tập, để mà họ tu tập về thiền định và đặc biệt tu tập về thiền quán, thì họ mới không, họ mới thấy được, không thấy được họ chưa có thấy được một cái điều đó. Đó là những người mà nếu như có sự tu tập, có sự hiểu biết Phật pháp, có một cái sự tường tận một chút xíu đó, thì họ biết họ sẽ thực hiện ngay trong phút này, đó là nhịp cầu cho tương lai. Chứ không thiết gì phải cầu mong tương lai. Nhưng có một số người, cái thiên hướng và cái phước họ yếu, và cái sự tinh tấn của họ cũng yếu nữa, thì họ nghĩ rằng họ làm những cái điều này cũng là gieo duyên, thì đó cũng là một điều tốt ở trong tương lai cho đời sau. Cho nên nếu như chúng ta hướng đến mục đích đó, chúng ta đang tu tập để đạt được cái hiện tại này, thì đó là gieo giống cho tương lai. Nhưng điều mà người ta không hiểu ra được cái như vậy. Ví dụ như chúng ta thực hành thiền minh sát đi, thì chúng ta đang thực hành, thì chúng ta cố gắng thực hành là chúng ta đạt được cái sự an lạc ngay trong phút hiện, ngay trong cái kiếp hiện tại cuộc sống này. Tuy nhiên chúng ta chưa có chứng đắc cái điều gì, nhưng đó cũng chính là cái sự thành tựu ngay trong hiện tại, và đó cũng chính là cái duyên lành để bắt cầu cho mai sau. Nó hay hơn là chúng ta chỉ ước cầu và mong chỉ là một cái tương lai nó sẽ tới cho mình như vậy. Thì quả thực đây chính là một điều mà có hai cái khuynh hướng của cái người hiểu về đạo nó như thế. Cho nên nếu mà chúng ta là một người hiểu biết Phật pháp một phần, khi chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta biết chúng ta tu mau kẻo trễ đó. Kẻo trễ cái gì? Kiểu trễ cái duyên của hiện tại này.
Đó chính là một điều rất quan trọng. Nó là một hiện tại nhưng tiếp diễn trong trong tương lai, chứ nó không phải là một hiện tại này chúng ta được hoàn thành tất cả đâu. Cho nên vì vậy, tình hơi, hãy dấn thân, hãy thực hành, hãy nắm bắt những điều kiện tốt đẹp nhất như trong hiện kiếp này. Chứ chúng ta không phải cầu và nguyện, cầu và cái nguyện để cho cuộc đời này, để cho cuộc sống mai sau của chúng ta như thế này, như thế nọ, thì chúng ta rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên đứng trên cái nhìn của chính con thì chúng ta nên hướng tâm đến cái mục đích tu tập ngay trong kiếp sống này, thì đó chính là nó cả thải luôn. Và thì kính bạch thượng tọa, chúng ta nên hướng đến mục đích tu tập ngay lúc này. Và cũng đây là cái câu trả lời của chính, và cũng vừa với cái thời gian, kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại nếu có điều gì cần bổ túc, từ kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính trần thượng tọa Tây Nguyên. Thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Tây Nguyên cũng kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật pháp Bích Thâm. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn thắng pháp phổ thông. Xin được kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú. Con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như kết thúc buổi học ngày hôm nay để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được thực an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành thanh tịnh hoan hỷ như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đàm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy.